Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Để nhận được những video mới nhất Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Lịch sử lớp 4 bài 28 Kinh Thành Huế Bài tập số 1 Trò chơi Câu E Em hãy quan sát lược đồ Kinh Thành Huế dưới đây giả sử em nhận được giấy mời tham quan đại nội trong giấy mời có chỉ dẫn đường đi như sau trước hết vào cửa tránh tây của kinh thành lần lượt đến cửa tây của hoàng thành qua cửa ngọ môn rồi vào thẳng điện thái hòa hãy vẽ đường em sẽ đi vào lược đồ trên rồi bây giờ mời các em quan sát lược đồ Lược đồ kinh thành Huế. Rồi trước hết là em vào cửa tránh tây của kinh thành, cửa tránh tây này của kinh thành. Rồi các em xem phần chú giải này. Ký hiệu của đường, của đường đi hay là cầu này. Hai cái đường nó song song là ký hiệu của đường đi. Trước hết là các em vào cửa tránh tây của kinh thành, lần lượt đến cửa tây của Hoàng thành cửa tây của hoàng thành qua cửa ngọ môn qua cửa ngọ môn rồi vào thẳng điện thái hòa và như vậy là chúng ta vừa vẽ xong đường đi vào lược đồ tiếp theo em sang câu b em hãy quan sát các hình tự ghép hình vào sơ đồ đại nội huế cho phù hợp Rồi đầu tiên là chúng ta ghép hình ngọ môn này. Đầu tiên là ngọ môn. Rồi sau đó là điện thái hòa. Tiếp theo là điện cần tránh. Rồi điện càn thành. Điện càn thành. Hiển lâm các. Lầu Kiến Trung Rồi Điện Phụng Tiên Cung Diên Thọ Rồi tiếp theo là Thái Miếu Tiếp theo em sang bài tập số 2 Hãy viết đoạn văn ngắn mô tả vẻ đẹp Của một công trình kiến trúc Ở Kinh Thành Huế Mà em biết qua sách Báo TV Rồi cụ thể thì em có thể tham khảo qua sách báo TV. Rồi như vậy ở đây các em tham khảo đoạn văn ngắn mô tả vẻ đẹp của ngọ môn. Không chỉ có được kiến trúc độc đáo, ngọ môn còn là nơi khiến du khách gợi nhớ về một bề dày lịch sử phong kiến qua sự giới thiệu ngọt ngào của cô hướng dẫn viên. Toàn đầu này có địa thế rất đặc biệt, đứng trên lầu ngũ phụng, là một nơi rất thuận lợi để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh kinh thành huế hướng mắt ra phía trước giữa một khoảng không rộng lớn là lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới trên ngọn kỳ đài khoảng giữa kỳ đài và ngọ môn là quảng trường ngọ môn nhìn vào phía trong là điện thái hòa được dẫn vào bằng chiếc cầu trung đạo bắc ngang hồ thái dịch tiến đến sân đại triều Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Đó xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.